Xin chào các bạn trên kênh YouTube của KT Audio. Thưa các bạn, khi mà chúng ta chơi âm thanh thì bạn nào cũng muốn setup được một cái hệ thống ngon bổ rẻ, hoặc là nó đem lại cái giá trị tối đa trong một cái chi phí hợp lý nhất, trong một cái chi phí mà mình có thể đáp ứng được. Bởi vì cái thú chơi âm thanh nó là vô cùng. Có người chơi vài ba chục triệu, có người chơi vài ba trăm triệu, và cũng có những người có điều kiện chơi vài ba tỷ, thậm chí hai ba chục tỷ. Cho nên là cái điều quan trọng nhất và đúng nghĩa là chơi âm thanh nghĩa là thế nào? Có nghĩa là với số tiền nào mà chúng ta định chi dùng cho việc chơi âm thanh thì chúng ta phải tối ưu hóa, tối đa hóa cái giá trị âm thanh mang lại với cái mức đầu tư đó, thì như vậy mới gọi là biết chơi. Chứ còn có rất nhiều người bỏ ra số tiền lớn nhưng vẫn cứ loay hoay tìm kiếm, vẫn cứ mong muốn một cái gì nó hay hơn, là bởi vì ngay từ đầu không xác định được phương hướng, ngay từ đầu không định hình được cái mà mình muốn cái gì. Cái muốn cái gì tức là xác định được cái phương hướng, nó cực kỳ quan trọng. Đấy. Thế thì có rất nhiều bạn hỏi tôi rằng là anh ơi, em không có nhiều tiền, em có thể chơi âm thanh hay được không? Em có thể nghe được âm thanh hay không? Thì tôi cười mà rằng là bạn có bao nhiêu tiền, bạn cũng có thể nghe được âm thanh hay. Tất nhiên, càng nhiều tiền thì sẽ có nhiều cơ hội hơn để các bạn mua sắm được những thiết bị tốt hơn. Và tất nhiên thiết bị tốt hơn thì âm thanh của nó cũng sẽ phải hay hơn. Nhưng cái kỹ thuật phối ghép trên cái nền tảng là mình muốn gì, mình xác định được cái mong muốn của mình, thì cái đấy là đặc biệt quan trọng. À, thế thì hôm nay tôi giới thiệu với các bạn một cái hệ thống, và đặc biệt là giới thiệu với những bạn mà không có nhiều tiền và không muốn đầu tư nhiều tiền mà vẫn muốn nghe được một cái thứ âm thanh nó rất dễ chịu. Bởi vì âm thanh ấy, tôi nói các bạn là nó không có sang hay hèn. Chúng ta không thể nói là âm thanh của một cái đàn nhị của Việt Nam thì không sang bằng cái âm thanh của cái cây đàn Steinway & Son piano, grand piano chẳng hạn. Không phải. Nếu âm thanh do cái đàn grand piano kia được tái hiện lại bởi bộ dàn mà không hay, à, một bộ dàn khác nó tái hiện được cái âm sắc của cái đàn nhị, nó ỉ eo như thế, nó như là tâm tình, thì cái bộ dàn mà tái hiện được cái chất âm của cái đàn nhị hay ấy, dù là ít tiền vẫn được coi là bộ dàn trung thực, vẫn được coi là bộ dàn high end. Còn cái bộ dàn đắt tiền kia tái hiện cái âm thanh của đàn piano mà không ra sao cả, dù có bạc tỷ hay nhiều tỷ thì cũng vứt đi. Đấy không gọi là âm thanh high-end. Rất nhiều bạn bị những người bán hàng, người ta thiếu hiểu biết, người ta nói rằng là âm thanh high-end là cứ phải đồ đắt tiền, là không phải. À, nếu mà chúng ta tìm hiểu về bản chất của âm thanh high-end, thì nó là cái âm thanh đem lại cảm xúc nhiều nhất, thì đấy là người ta gọi âm thanh high-end. Ngay cả cái việc gọi âm thanh high-end cũng không chính xác đâu. Cái này tôi sẽ có một cái bài nói riêng, nói với các bạn là cái thuật ngữ high-end nó từ đâu mà ra, tại sao lại đẻ ra cái thuật ngữ high-end. Nó là vấn đề thương mại, thuần túy là vấn đề nặng về thương mại. Thế nhưng mà quay trở lại vấn đề của chúng ta là gì? Có nghĩa là không nhất thiết phải nhiều tiền, bạn vẫn có thể nghe âm thanh hay, và cái điều quan trọng nhất là bạn tối đa hóa cái kết quả thu được trên số tiền bỏ ra, thì đấy mới là chơi âm thanh. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn một cái bộ dàn, như các bạn xem tiêu đề đấy, chỉ có khoảng hơn 25 triệu thôi, gồm một cái âm ly, đèn và một bộ loa rất bình dân của Nhật, loa nội địa rất bình dân của Nhật là Dolby Victor. À, thế nhưng mà nó vẫn đem lại một cái sự thỏa dụng nhất định, và với cái số tiền đó thì tôi nghĩ là khó có thể mà tìm được cái âm thanh nó có thể là hay hơn, hoặc hay hơn nhiều. Đấy. Như vậy tức là chúng ta đã tối đa hóa cái giá trị đồng tiền bỏ ra. Và như vậy
thì thế gọi là chơi âm thanh đúng nghĩa đấy. Thế thì để mà chứng minh cho các bạn thấy được cái âm thanh của một cái bộ dàn với chi phí cực kỳ hợp lý, gần như là bạn nào cũng có thể tiếp cận được đấy, thì tôi sẽ thử hai ba cái đoạn nhạc gồm có nhạc vàng để các bạn nghe giọng hát, nghe cái sự gần gũi của giọng hát, như Quỳnh, Trường Vũ, rồi một cái đoạn nhạc jazz để các bạn nghe các cái âm sắc của các cái khí cụ gõ, rồi tiếng đàn guitar. Thế rồi một cái đoạn cổ điển, một cái concerto viết cho violon để các bạn nghe cái âm sắc của đàn violon và thấy rằng là một cái bộ dàn rất rẻ tiền thôi nó cũng có thể chơi cổ điển được, không nhất thiết là phải một bộ dàn lớn. Tất nhiên những symphony lớn thì những bộ dàn như thế này sẽ rất khó chơi, nhưng mà những cái tam tứ tấu, song tấu, tam tấu, ngũ tấu thì hoàn toàn có thể đáp ứng được. Mà đại đa số chúng ta nghe cổ điển, nói thật với các bạn là nghe duo với cả trio, với quá lắm là nghe đến ngũ tấu, quintet. Chứ còn mấy thực ra số các bạn mà nghe cổ điển mà nghe các symphony ít lắm, phải hiểu biết, phải nghe nhiều, thì những cái đó dành cho những bộ dàn lớn hơn và có khả năng trình diễn tốt hơn. Sau đây xin mời các bạn thưởng thức một số cái khúc nhạc ngắn để các bạn thấy được cái năng lực của bộ dàn nó chỉ có khoảng 25 triệu thôi. Xin mời các bạn cùng nghe.
Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này, và bạn nào quan tâm đến những cái âm ly với chi phí hết sức hợp lý này thì xin hãy gọi điện cho tôi theo số máy 090 325 7249
Đây là những cái âm ly mà tôi làm có tính chất là để giới thiệu cho những bạn chưa có điều kiện tài chính nhiều vẫn có thể mua được. À, xin cảm ơn.